không nhìn thấy chữ thì phải nói thầy nhé. Rồi bây giờ chúng ta học bài đầu tiên, đó là bài số 1. Đó. Bài số 1 của chúng ta nó là nhân nhân nhé. Nhân đơn, nhân với đa. Nhân với đa nhé. Đó. Và bây giờ này, chúng ta sẽ nhắc lại một số cái mà chúng ta quên rồi đấy. Đó. Bây giờ cái nào mà chúng ta quên thì chúng ta ôn lại. Giờ thầy chưa nhớ hết tên đâu, thầy sẽ gọi một số bạn quen thuộc của thầy đã học thầy rồi trước. Bây giờ thầy ôn lại một số lý thuyết mà chúng em học ở ở lớp 7 trước này. Ta ôn lại đã, không chúng ta quên. Rồi đầu tiên thầy ôn lại công thức của lũy thừa nhé. Công thức lũy thừa. Đó. Bây giờ chúng ta xem thầy công thức lũy thừa đấy. Rồi bây giờ thầy mình có công thức đầu tiên này, đó là nhân 2 lũy thừa cùng cơ số nhé các em. Bây giờ mình tức là x mũ m nhân x mũ n bằng đó. Bây giờ bạn nào trả lời cho thầy cái. Thầy nhớ nhớ thế này này, trong quá trình mình học mình nhiệt tình đi, khi mình trả lời bài hết, các em có thể là trả lời thoải mái, rồi đó thầy sẽ vào một cái điện thoại để thầy lấy tên các bạn đấy. Rồi nhé. Yeah. Bây giờ thầy chưa có. Ờ, Quỳnh, con trả lời cho thầy cái nào. Mình muốn nhân 2 lấy thừa cơ số thì x mũ m nhân x mũ n nó bằng cái gì con? Ở Huyền. Thì đây. Huyền. Dạ. Rồi x mũ m nhân x mũ n nó sẽ bằng công thức nào con? Để kiểm tra thử nhé. Dạ x mũ mở ngoặc m cộng n. Rồi cảm ơn em, chính xác rồi đúng không? Cái này là hoàn toàn chính xác, đây là công thức lũy thừa là x mũ m cộng n. Ok chưa? Vậy là nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, tức là mình lấy cái số mũ đó cộng lại với nhau, tức là giữ nguyên cơ số. Thì nếu một ví dụ như vậy nhé. Rồi, chúng ta có x mũ 1 nhân với x mũ 2 thì bằng x mũ mấy? X mũ 3 đúng không? Em lấy 1 cộng 3. Nhưng mà lưu ý này, cái số 1 này giờ không ai viết nữa, nhục lắm. Người ta viết là x mũ 1 thì người ta viết luôn là chữ x thôi cho em. Có nhìn thấy rõ chứ không phải Hiệp? Rõ rồi. Rồi, đấy, đó là công thức của lũy thừa nhé, đó là công thức nhân 2 lũy thừa cùng số. Bây giờ tiếp đó này, x mũ m tất cả mũ n, đây là công thức lũy thừa của lũy thừa. Rồi, bây giờ thầy bạn nào thầy công thức nào? Hiệp, nó bằng x mũ bao nhiêu không? Hiệp ơi, nó bằng x mũ bao nhiêu? Xem còn nhớ không? Rồi, thầy sẽ gọi những bạn khác nữa. Hiệp. Hiệp đó rồi. Hiệp ơi. Ừ, rồi chỗ này đang ồn rồi. Này quên này hả? Rồi bây giờ này cho Hiệp suy nghĩ nha, thầy hỏi Phi đi. Phi ơi, công thức này còn nhớ không con? Em quên hả? Rồi quên, ok. Bây giờ thầy hỏi bạn nào nhớ nhé. Bây giờ Cô thầy ơi, hình như là x x mũ m nhân n hay sao thầy? ok, chính xác Huyền, thầy đang tính hỏi một bạn là lớp trưởng trả lời rồi. Lớp trưởng trả lời rất là chính xác đúng không em? Đó là x mũ m nhân n nhé các em. Đó, vậy thì chúng ta nhớ này, bộ môn toán nó không khó chứ, là chúng ta muốn học tốt đại số, chúng ta chỉ cần để nắm công thức cho kỹ. Ví dụ lớp trưởng nắm công thức rất tốt, chính xác x mũ m nhân n. Đấy, một ví dụ để các em hiểu nhé. Ví dụ như x mũ 3 tất cả mũ 2. Rồi, bây giờ cho thầy biết xem nó bằng x mũ bao nhiêu. Rồi, Huyền đừng trả lời nhiều, Huyền, để thầy gọi một bạn khác nha. Đây là Bảo Thi hay là Phạm Bảo Thi vậy? Bảo Thi hay là Thi Bảo? Bạn Thi đúng không? Thi cho Dạ, thầy nào, nó bằng Bảo x Thi mũ thầy ơi. bao nhiêu không? Bằng x mũ mấy? Kết quả nó là bao nhiêu không? Bảo Thi. Đó là x mũ bao nhiêu này? Con nhìn công thức là con ra nhé. Rồi, Trâm, quên Huyền đấy, Huyền, thầy nhờ xíu nhé. Còn trong quá trình lúc mà Dạ. thầy gọi các bạn phát biểu á, ví dụ như bạn nào không trả lời con cứ tích vào được, con ghi vào đó cho thầy, xong cuối buổi con chụp qua nhé. Để thầy sẽ đánh giá những bạn nào tích cực trong Chưa giờ. tới phát biểu đó thầy. Ok, đúng rồi. Những bạn nào tích cực trong giờ khi kiểm tra 15 phút, thầy sẽ cộng điểm nào đầu tiên, và thứ hai những bạn nào tích cực thầy cho điểm luôn, không cần phải kiểm tra kiểm thiết thì nhé em. Nhớ chưa? Đó là trong quá trình học. Còn nếu mà bạn nào không tham gia cứ thế con cứ tích vào, ví dụ như Thi nhớ này, tham gia trả lời sai hay đúng không quan trọng nhé, đó là tinh thần thì nói rồi,
sai cũng được mà đúng cũng được, nhớ chưa? Nếu không sai thì chúng ta sẽ sửa lại sau, còn nếu mà mình không tham gia trả lời thầy sẽ ghi vào đó nhé. Rồi bảo Thi có trả lời không con, để thầy còn biết gọi bạn khác đây. Nhớ quên rồi. Con đừng có thức bên này, có bạn không? Hiệp ơi, Hiệp, tắt cái mic. Rồi bây giờ bạn Hân à, Hân ơi trả lời cho thầy xem nó bằng x cũng bao nhiêu Hân. Đó ví dụ như Thi có thể trả lời là con quên, đó là một chuyện bình thường nhé. Con không đáp được nhưng bây giờ con phải nhìn công thức bên này nhé. Khi thầy cung cấp công thức là khi mình cho ví dụ sẽ liên quan đến công thức. Nên các em phải nhìn thật kỹ, em lắp công thức chuẩn là sẽ làm một đại số. Rồi Thi, bạn Hân ơi cho thầy đáp án xem nào nó bằng x mũ bao nhiêu con. Hân có trong đấy không? Dạ bằng cách cũng sao. Đúng rồi, chính xác, cảm ơn Hân nhé. Là tức là lấy mình lấy số 3 nhân với số 2 đúng không? Bằng số 6. Rồi, cảm ơn Hân rất là chuẩn. Bây giờ công thức tiếp theo nó là nhân 2 lũy thừa cùng cơ số đây này. Là xong rồi nhé, lũy thừa của lũy thừa này. Tiếp tục nữa đó là công thức x nhân y tất cả mũ n. Đó, bây giờ công thức này sẽ quên rồi thì giới thiệu này. Tức là khi mà tích của hai cái thằng này nhân lại bằng lũy thừa là mũ n thì mũ n này sẽ chia cho từng thằng này. Vậy tức là x mũ n ở đây tức là x mũ n nhân y mũ n. Ok chưa? Bây giờ thầy lấy một ví dụ tiếp nhé. Ví dụ như 2x tất cả mũ 2. Đó. Vậy thì mình sẽ phân phối cái mũ 2 này cho chữ số 2 và phân phối chữ 2 này cho chữ x nhé. Bây giờ một bạn sẽ cho thầy đáp số nào. Phi nào, cho thầy đáp số Phi ơi. Cái này là bao nhiêu con? Hai mũ hai nhưng ít mũ hai thôi. Rồi, cảm ơn em, chính xác. 2 mũ 2 nhân x mũ 2 đúng không? 2 mũ 2 là bằng 4. Nhưng mà bây giờ nếu ai mà không tính được á, làm lấy máy tính bấm cho em nhé. 2 mũ 2, ngu quá mình phải bấm máy tính thôi chứ đừng có ngồi mà nhẩm nhẩm nhé. 2 mũ 2 bằng 4, nhìn thấy máy tính không? Hiệp. Được chưa? Nhé. Thấy rồi. Rồi ok, vậy là lúc đó mình phải tính nó ra và rút gọn ha. Vậy cái này là 4x mũ 2. Ok. Đấy là công thức tiếp theo. Công thức tiếp theo ngoài nhân ra thì chắc chắn phải có chia cho các em x phần y tất cả mũ n thì cũng y chang như các em nhé. Tức mũ n này sẽ phân x phối cho x và mũ n này sẽ phân phối cho thằng y, tức là xn chia yn. Bây giờ thầy lấy một ví dụ nhé. Đó là ví dụ như là 3 trên x đó tất cả mũ 3 đi. Rồi bây giờ một bạn ráp công thức cho thầy này. Nhớ này mình muốn chuẩn, muốn hiểu được bài phải hiểu công thức và ráp được ví dụ là mới làm được bài nhé các em. Rồi thì nhờ bạn VIP đáp công thức cho thầy cái VIP ơi. Nó bằng nhiêu là con? Là VIP á. Em hả thầy? Đúng rồi. Con đó, con đáp công thức cho thầy xem nào. Nó bằng bao nhiêu con? Thưa thầy là 3 mũ 3 Đúng rồi, tốt. Thêm bao nhiêu con? chia x mũ 3. Rồi, cảm ơn em. Quá chuẩn đúng không? 3 mũ 3 mà bây giờ thì nói rồi, không tính được, máy tính xử lý đó. Đừng có ngu gì mà mình tính nhầm, đúng không? Lấy máy tính bấm. Rồi, chúng ta phải tính ra nhé, 3 mũ 3. Số mũ này là em nhé. Đó, 3 mũ 3 là 27 nhé, thì em điền số vào. Còn ví dụ như thầy làm cái ví dụ này quen rồi thì em biết rồi đó, là thầy làm cái là biết ngay nó ra bao nhiêu thôi, đúng không? Tức là thầy nhầm được, nhưng các em sai hai sai thì em đừng có nhầm. Tốt nhất là thầy may bấm. À, 1 cộng 1 bằng 2 cũng bấm máy. Ở đấy là công thức liên quan đến lũy thừa nha các em, toàn bộ công thức liên quan đến lũy thừa đó. Thầy nhắc lại tiếp theo nó là cái quy tắc của chúng ta, vấn đề chúng ta đó là nhân nhân đây nhân đơn thức nhé, nhân với đơn thức đó đó. Và thì nhà làm sao mình nhân hai đơn thức với nhau này. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ để em nhớ lại đơn là gì này. Đó, ví dụ như 2xy thầy nhân với trừ 3 x y mũ 2. Đó, các em nhìn này. Đây là một đơn thức thì đơn thức luôn xác định bởi hai phần nhé các em. Phần thứ nhất là hệ số. Đây này. Số 2 này gọi là hệ số nhé các em. Hệ số. Phần thứ hai của nó gọi là phần biến nhé các em, phần biến. Phần biến. Đó, phần biến tức là ẩn số nhé. Đó, vậy thì trong cái đơn thức đầu tiên này em thấy này, đơn thức số 1 này nhé, thì hệ số là số 2 còn phần biến là x y. Rồi bây giờ thầy hỏi tiếp này, cái tiếp theo hết pin rồi, cái mẹ sao đi. Rồi thầy hỏi
Tiếp theo này, cái đơn thức số 2 này đó là âm 3x y bình, đâu là hệ số, đâu là phần biến. Bây giờ thầy sẽ hỏi tên một số bạn đi. Rồi bạn nào mình sẽ hỏi nhé. Đức nào? Đức ơi, con trả lời giúp thầy nào. Đức có trong đây không? Dạ có này. Đức ơi, con trả lời giúp thầy này. Cái thằng dạ. Đơn thức số 2 đâu là phần biến, đâu là hệ số không? Đơn thức số 2 đâu là phần biến, đâu là hệ số? Đó. Phần biến. Thầy nhớ nhớ thầy có con này trả lời sai đúng không quan trọng nhé, đối với thầy thì nó rồi tinh thần là quan trọng, nhiệt tình lên, sai mình sẽ là trả lời đúng được, mà đúng sau này sẽ trở thành là sẽ đúng hơn nữa. Còn ví dụ một. Mình lần đầu tiên mình trả lời sai nhé là chuyện bình thường nhé em, đó quên rồi nên là thầy sẽ nhắc lại những thứ này. Con trả lời đi không, sai cũng được không sao hết. Dạ thưa thầy, hệ số là âm 3, okay. Phần biến là x y. X y nhưng mà có mũ mấy nữa, x y mũ mấy? Mũ 2. Đúng, chính xác, cảm ơn con. Đó, và con cứ trả lời thoải mái nhé. Thầy đã nói rồi, điểm không quan trọng bằng cách mà thầy cho ta tham gia một buổi học nhiệt tình và phải làm sao thoải mái nhất, cứ không hiểu gì là hỏi, và cái chỗ nào mình không hiểu là mình cứ nghe các bạn khác phát biểu, mình phát biểu sai thì mình sửa lại, sau này dần dần mà con hoàn thiện kỹ năng phát biểu đúng, chứ không phải ngày một ngày hai chúng ta đúng ngay rồi không thầy cần dạy, thầy dạy làm gì, đúng không? Và các em cứ ấy nhá, phát biểu sai cũng đúng. Những cái bạn mà không chịu phát biểu thì Trang lớp trưởng ơi, con cứ ghi vào cho thầy cái nhé. Sai không quan trọng nhé, đúng sai không quan trọng, cứ tham gia trả lời nhé. Cảm ơn em, đúng rồi. Vậy tức nhất này, cái phần biến chẳng qua là phần ẩn số, còn phần hệ số nó là số thôi em nhé. Vậy thì bạn trả lời rất là tốt. Vậy bây giờ mình nhân hai đơn thức đúng không? Thì nhớ cái này lại quy tắc này. Bây giờ tôi muốn nhân hai đơn thức thì tôi làm như thế nào? Đó là em nhớ này, em sẽ nhân cho thầy hệ số, em nhân với hệ số nhé. Sau đó ẩn biến, em nhân với biến nha các em. Đó, kết nối giữa thằng này với này. Bây giờ thầy lấy ví dụ như vậy. À, bây giờ thầy muốn nhân cái hai cái đơn thức này đúng không? Thầy lấy 2x này và thì mình phải biết đâu là hệ số, đâu là biến. Đó, hệ số ở thằng thứ nhất là 2, hệ số thằng hai là âm 3 đúng không? Vậy đấy, vậy chúng ta nhân này. 2 nhân âm 3, xong chưa? Rồi tiếp tục biến này, mình nhân biến với biến nhưng mà mình phải nhớ cho thầy đáp. Biến giống nhau chúng ta nhân với nhau, tức là chữ x thì nhân với chữ x, chữ y nhân với chữ y đó. Và bây giờ x chúng ta sẽ nhân với x, ok chưa? Y nhưng mà chúng ta phải nhân với y mũ hai các em nhé. Rồi sau đó chúng ta đưa về quy luật, chúng ta rút gọn này các em nhìn này. Và thì các em sẽ quay lại cho thầy các em xài công thức nào trong những công thức lũy thừa thầy dạy. Rồi bây giờ 2 nhân âm 3 thì bằng âm 6 đúng không? Không biết thì lấy máy tính bấm dùm thầy. Còn x nhân x thì bằng x mũ mấy đây? Bây giờ câu này hay sai lắm này. Hỏi xíu coi, x nhân x bằng x mũ mấy? Bạn Đạt nào? Đạt ơi, x nhân x bằng x mũ mấy con? Tấn Đạt, trả lời cho thầy. Thầy là x mũ 2 thầy. Rồi, cảm ơn em, trả lời chuẩn đúng không? Đó, vậy thì bạn Đạt tức là khi Đạt trả lời đúng, tức là Đạt đã đáp đúng cái công thức mà thầy cho bên này. Cảm ơn Đạt nhé. Chuẩn rồi. Đó, vậy là x mũ 2. Ok chưa? Tiếp, vậy ngoài ra, vậy thì x nhân x thì bằng x mũ 2, ok. Rồi y nhân với y bình thì bằng y mũ 3 đúng không? Vậy đây gọi là nhân đơn với đơn. Ok chưa? Vậy thì chúng ta muốn nhân tốt thì các em hiểu như vậy. Đó là chúng ta cần phải như thế nào? Là phải thuộc quy tắc của nó. Thế thôi. Thuộc quy tắc một cách làm sao? Đơn giản. Thằng nào muốn nhân hệ số thì mình có quy tắc của nó. Giống như các em vào lớp học đó, có quy tắc của nó. Mình phải giữ trật tự, mình phải tham gia buổi học như thế nào đó vân vân đúng không? Vậy thì quy tắc của toán cũng vậy. Áp đúng quy tắc mà mình sẽ làm tốt. Ví dụ như thầy hỏi bạn lúc nãy, bạn trả lời rất tốt. Đó, cảm ơn em. Rồi, bây giờ thầy sẽ hỏi một trong một ví dụ nữa. Bây giờ một Trang ơi, chiều nay con nhớ lập một cái nhóm luôn nha Trang nhé. Bạn lớp trưởng Huyền chứ, thầy cứ lộn Huyền ơi. Dạ, em nhớ rồi. Chiều nay con lập luôn nhé. Bây giờ là 3 này, 3 x mũ 2 y nhân với âm 5 x y bình. Rồi bây giờ mình sẽ xem những bạn nào có khả năng làm được câu này. Bây giờ thầy sẽ ấy như sau nhé. Ai làm được câu này các em cho dấu chấm phần chat cho thầy xem nào. Cho phần chat nhé, các em nhắn vô phần chat ạ. Nhắn vô phần chat nhé. Rồi nhìn đây, ai có thể nhân được đơn với đơn ở cái câu như này thì các em cho dấu chấm phần chat cho thầy.
Rồi. Ok, rất nhiều bạn. Tiếp đi em. Rồi, bạn nào chưa hiểu chúng ta sẽ hỏi bạn. Rồi nữa, thầy cần nhiều hơn nữa. Đó, tinh thần của lớp là cao hơn rồi đó. Rồi, thì hôm nay thấy là bạn lớp trưởng lúc nãy trả lời rất nhiệt tình nhé. Hôm nay lớp trưởng cho một điểm cộng đi. Đó, sau này ví dụ kiểm tra 15 phút là thầy sẽ tặng bạn đó một điểm mở màn nhé. Rồi, bây giờ thầy xem nào. Rồi, em chưa thấy đề nãy giờ Yến Nhi làm gì không thấy đề con. Đề đây con ơi, nhìn thấy chưa? Thấy chưa Yến Nhi ơi? Yến Nhi, đề đây này. Đó, đề chỗ này nha con. Rồi bây giờ thầy sẽ mời một bạn trong những cái bạn mà nói hiểu rồi ha. Bây giờ mình nhân nhanh luôn nhé các em nhé, không cần nhân giống bước tường đà này, chúng ta có thể bỏ nhé các em nhé. Và chúng ta ra kết quả luôn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm ra kết quả luôn. Bây giờ thầy hỏi các bạn. Rồi bây giờ những bạn vậy là những bạn không cho dấu chấm đúng không? Là những bạn vẫn chưa hiểu bài, chứng tỏ những bạn này không nghe. Rồi bây giờ thầy hỏi. Bạn ơi, Quốc Thiện là Quốc Thiện hay Quốc Thiên phải không? Thiện ơi, Quốc Thiện cho thầy cách làm nào, cho thầy kết quả cho con bằng bao nhiêu con? Dạ thưa thầy là Con ra đáp số luôn nhé, ra đáp số ok chưa? Ở 3 đi 5 5 là bao nhiêu con? Dạ còn âm 15 thôi. Âm 15. Rồi cảm ơn con. Có cái đọc đi thầy biết cho, tại vì hôm nay chưa có nhóm Dạ thì thầy biết rồi. Con đọc đi. thưa thầy là âm 15 Lấy hồ. 5 x 3 Mười ba. Để nhân y mua mấy? y 3 luôn thầy. Rồi cảm ơn em. Bây giờ quá chính xác rồi đúng không? Vậy là mình lấy hệ số nhân hệ số và biến nhân biến. Đó. Vậy là lấy 3 nhân với âm 5. Rồi lấy x bình nhân với x. Đó. Vậy thì lấy y nhân y bình thì ra kết quả như vậy. Quá tốt. Và sau này chúng ta bỏ cái bước trung gian này nhé. Lúc đầu thì thầy làm nó ấy. Nhưng sau này thì cần game ngắn gọn khi nhân là nhân như vậy cho thầy. Ok chưa? Rồi, bây giờ thầy giới thiệu tiếp, đó là quy tắc số 3 mà các em cần nhớ lại lớp 7 nếu mà không quên rồi. Đây, đó. Cái số 3 nhé, đó là phần C, đó là các em rút gọn. Rút gọn nhé. Rút gọn đơn thức đồng dạng như thế. Đơn thức đồng dạng, đó. Rút gọn đơn thức đồng dạng. Tức là đơn thức đồng dạng thì nó là gọi là như thế nào? Các em có ở lớp 7 á, là chúng ta học rồi, bây giờ thầy hỏi Trang thế nào? Trang à bên Hiền ơi, con nhớ đơn thức đồng dạng là đơn thức như nào con? Theo con là nó như giống như thế nào không? Là hệ số khác nhau nhưng mà phần biến giống nhau. Quá chính xác, chứng tỏ là bạn nắm rất là lý thuyết rất là rõ là con, cảm ơn con. Quá chuẩn, tức là những cái đơn thức mà nó chỉ khác nhau về hệ số thôi nhưng nó giống nhau y chang về phần biến đó, giống nhau phần biến tức là giống từ cái số mũ như em, ví dụ như rút gọn đơn thức sau nè, rút gọn biểu thức đó. Và ví dụ câu A nhé, đấy, ví dụ như là 2x trừ đi 3x cộng với 5x đó. Mà con thấy này, tất cả ở đây có xuất hiện bao nhiêu đơn thức? Đơn thức thứ nhất này, đơn thức số 1 này, đơn thức số 2 này, đơn thức số 3 đúng không? Ba đơn thức này đều giống nhau về phần biến, tức là phần biến đều là chữ x hết, nhưng chỉ khác nhau về phần hệ số thôi. Vậy thì muốn rút gọn đơn thức đồng dạng, điều đơn giản nhất lấy các hệ số cộng trừ với nhau, còn chúng ta giữ nguyên phần biến. Tức là như vậy, lấy 2 trừ 3 và cộng 5, rồi giữ nguyên phần biến là nhân với phần biến là chữ x rồi. Nhớ là chúng ta giữ nguyên phần biến nhé, không được thay đổi số mũ như em. Rồi cái này tính ra thôi nhé, 2 trừ 3 cộng 5, cái này không biết tính đúng không? Không biết tính đi máy bấm nhá. 2 trừ 3 cộng 5 thì bằng nhiêu nào? Thì nhờ một bạn nào tính nhanh nhé. Hiệp bao nhiêu vậy Hiệp? Cảm ơn. Bốn thôi, Bao nhiêu con? bốn ít thôi. Bằng 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 4. Rồi cảm ơn em 4x. Ok. Được chưa? Đó là rút gọn nhé. Bây giờ câu B. Bây giờ thì cho câu này để xem những bạn nào rút gọn được nhé. 3x bình cộng với 5x bình trừ đi 7x bình. Rồi bây giờ. Rồi những bạn nào chưa thấy đề chúng ta nhớ đề trong đầu hay xíu. Đó, dần dần chúng ta chép bài ha. Rồi bây giờ thầy hỏi xem nào, ai có thể làm được câu này? Bây giờ xem nhé. Ai làm được câu này? Bây giờ thầy đã. Rồi, cho dấu chấm phần chat nhé, bắt đầu. Ai có thể làm được cái câu mà thầy đưa ra? Mận Ngọc này, Mận Thảo Nguyên này.
rồi tôm mè, ok, tài, tấn, nhiều hơn rồi đấy, thầy muốn nhiều hơn nữa. Lớp mình đến 30 mấy bạn mà bây giờ có phần này ít thôi. Rồi thầy nhờ một bạn nào, thì đây lớp trưởng ngoài những bạn nào lanh lợi ở miền, có những bạn nào có khả năng thống kê tốt, liền con giao cho bạn thống kê, ví dụ như số lượng là được bao nhiêu bạn, đếm dùng thầy nhé. Thì nhé, con giao cho một bạn đếm dùng thầy xem nào, bạn nào làm việc tương đối tốt. Bạn Tùng thôi. Tùng ơi, Tùng con đếm dùng thầy sẽ có bao nhiêu bạn nhé, Tùng nhé. Nhé, sau này Dạ. bạn muốn, sau này bọn con nhớ này, khi làm việc với thầy là thầy thiên về đồng đội, thầy muốn có một cái đội giống như là bạn Huyền này, Tùng này, đó là những bạn trợ giúp, chúng ta cùng nhau trợ giúp nhau để chúng ta làm sao là học tốt nhất. Rồi ok, bây giờ Tùng đếm giúp thầy xem được bao nhiêu bạn trong trên cái tổng số mà lớp mình đang học. Nhưng mà rồi cảm ơn các bạn, những bạn đã nhiệt tình cho dấu chấm và yên tâm thầy có lưu buổi học lại, nên là thầy sẽ biết những cái bạn nào mà hay cho dấu chấm và phát biểu thầy tự nhiên là mai các em sẽ tự biết là học bạ tại sao điểm nó lại cao vậy đó, không cần em hoặc thầy cũng kiểm tra mà sao điểm em vẫn cao. Đây, đó là cái tinh thần, ok chưa? Rồi bây giờ thầy mời một bạn nhé. Tùng à, con cho thầy đáp số nó bao nhiêu con? Dạ thầy bằng một x bằng một x mũ hai thầy. Dạ thưa thầy là con gộp hệ số vô một một nhóm, còn x mũ hai con rút gọn thành một x mũ hai rồi bằng ra. Ví dụ như mà con hiểu như nào và con diễn đạt như vậy thì thầy sẽ hiểu ý đồ của con, miễn sao con ra kết quả đúng nhất. Cảm ơn Tùng, chính xác, mình lấy 3 trừ 5 trừ đi, à 3 cộng 5 trừ 7 đúng không, thì ra kết quả của 1. Nhưng bây giờ người ta không biết số 1 đấy các em nhé, mà người ta để luôn x bình đấy các em, giữ nguyên phần biến nhé, lưu ý là chúng ta phải giữ nguyên phần biến, đây là x bình nhé. Rồi bây giờ cái câu C, x y trừ đi 3 x y và cộng với 1 phần 2 x y. Rồi bây giờ bạn nào có thể rút gọn cái câu này, đó rút gọn cho thầy cái câu này mới được đây. Đây ai có thể rút gọn cho thầy câu này. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nhé, tiếp tục mình xem là khảo sát xem những bạn nào hiểu bài rồi, từ từ để thầy nhắn đã. Ok thầy này, rồi nhắn đi. Ngọc Tuyền này, Mạnh Thảo Nguyên này, Như Tài này, ok Diệp Duyên này, Yến Mai, tiếp nữa những bạn khác đâu. Cuối buổi á thì đây con ghi lại những cái bạn mà hay im lặng trong cái giờ nhé thầy nhé, cái tiền nhé, Dạ. những con người đó đang trốn đi không biết nó đang đi đâu đó. Rồi Hân ơi, rồi cảm ơn em đó, những bạn đó là thầy nói bọn em rồi, học cũng không quan trọng, cứ tham gia nhiệt tình là sẽ hiểu bài. Rồi cảm ơn bạn Nhi, bây giờ mình hỏi bạn Nhi nhé. Nhi ơi, thầy cho thầy đáp số xem nó bằng bao nhiêu nha con. Nhi ơi, theo con nó sẽ bằng bao nhiêu? Rồi, có cần máy tính không? Thầy sẽ bấm hộ con. Như nào thầy? Như nào Bạn thầy? Nhi ấn dấu chấm cuối cùng với con nhé. Giờ thầy cũng chưa nắm được lớp mình có mấy Nhi vậy. Lớp mình có ba Nhi lận này. Rồi bây giờ gọi một bạn Nhi ngẫu nhiên đi, bạn Nhi nào trả lời cho thầy cái. Các bạn Nhi vừa nói đi, con trả lời cho thầy kết quả bao nhiêu không? Thầy bấm vào máy tính con cũng được. Em không biết. Em không biết thầy. Rồi không biết là con không biết là con tại sao con không biết? Tức là con không biết thì con tính được cái này đúng không? Rồi bạn Nhi khác nào, bạn Nhi thứ hai nào con biết không con? Bạn Nhi nào mà nhắn vô phần chat á. Rồi tính cho thầy cái. Bao nhiêu con? Đâu Nhi, Nhi thứ hai là bạn nào? Đây này, bạn là Nguyễn Nhi này. Nguyễn Nhi ơi, có ở đây không? Đó, con tính cho thầy cái nhé. Trang, Đào Huyền Trang. Bỏ Nguyễn Nhi ở đâu rồi? Thì đây, Huyền, Huyền Trang con ghi con tên bạn đó vào thầy cái. Chắc là nãy là cho dấu chấm là chạy mất tiêu rồi. Rồi bây giờ Phi tính cho thầy cái Phi ơi. Ok. Bằng Rồi. âm 3 xy hả? Mà cái gì hả? Âm Ok. 3 phần 2 xy. Rồi bây giờ thì tính cho Âm thầy 3 cái. phần 2 xy. Cảm ơn em. Bây giờ thì lấy máy tính bấm lại để kiểm tra cái kết quả của bạn Phi nhé.
mình đầu tiên này, chỗ này là x y là lấy 1 này, 1 trừ 3 đó cộng với 1 phần 2, 1 phần 2 đúng không, cộng thử nhé, đó 1 phần 2 rồi bằng, vậy là âm 3 phần 2 x y. Rồi cảm ơn Phi nhé. Thì bọn em thực ra cái này chúng mẹ yếu như mẹ trả lời, bạn trả lời này con chưa biết làm, là con áp dụng quy tắc chưa được, vậy thì con phải coi lại quy tắc nhé, bắt buộc phải coi lại. Vậy thì lấy hệ số trừ cho hệ số thôi, còn chúng ta giữ nguyên phần biến này, vậy tức là nó bằng âm 3 phần 2 x y nhé. Rồi đấy là âm 3 phần 2 x y đó. Rồi bây giờ vào bài học cuối cùng, bây giờ mới là nội dung bài học hôm nay nhé. Nội dung bài học bây giờ chúng ta mới có nội dung đó. Rồi bây giờ nội dung bài học hôm nay đó là đây. Bây giờ mình sẽ sang cái quy tắc cuối cùng là nội dung bài học này nhé. Mục D đó là quy tắc, quy tắc nhé, nhân nhân đơn với đa đó. Bây giờ đấy là nội dung chính của cái bài hôm nay nhé. Chúng ta học nội dung chính nãy giờ là thầy mới nhắc lại kiến thức thôi, đó là nhắc lại kiến thức. Bây giờ quy tắc nó như thế nào, bây giờ thầy sẽ làm cái ví dụ cho bọn em để mình thấy được. Bây giờ thầy có một cái, thầy có một cái đơn thức đó là mình thầy đặt là chữ A, được chưa? Thầy nhân với một cái đa thức bên trong này là B cộng C đó nhé, em nhìn nhé, đây là đơn này đó, đơn nào đứng một mình thôi, đa tức là hai phần tử trở lên, đó là B cộng C. Và thì bây giờ thầy muốn nhân cái thằng đơn này với cái thằng đa này thì làm như nào, thì quy tắc rất là đơn giản, các em làm như sau này các em. Đó là em sẽ lấy thằng A này, đó em nhân với thằng B, sau đó em lấy thằng A này em nhân với thằng C, tức là bằng A nhân B cộng tiếp với A nhân C đó. Một A nhân B này chính là quy tắc, đây là quy tắc nhân đơn với đơn nhé, nhân đơn nhân với đơn, ok chưa? Tương tự như vậy A nhân C này cũng là quy tắc nhân đơn với đơn, là các bạn nhân đơn đơn thì một phải ở một bên thì dạy bọn em rồi này, đó là các em nắm được và em sẽ làm được. Đấy một ví dụ như vậy, ví dụ nhé, này 2x nhân với 3 trừ x bình phương đó. Bây giờ mình sẽ áp dụng quy tắc này, em thấy này, mình sẽ lấy 2x này mình nhân với 3 cho thầy, và mình lấy 2x này nhân với âm x bình, nhớ chúng ta sẽ nhân này 2x nhân 3 dấu cộng nhé, cộng 2x nhân, em nhớ ở đây âm x bình ở đây thằng này nó mang dấu âm này, em mang theo dấu cho nó, và là nhân với âm x bình cho thầy đó. Em thấy chỗ này là cụm này là nhân đơn với đơn này, cụm này cũng là nhân đơn với đơn này, chúng ta áp dụng cái quy tắc mà thầy vừa chỉ bọn em đó, là quy tắc nhân đơn với đơn, 2 nhân 3 là 6x đó, ok chưa? Rồi 2 nhân với âm 1 vậy là trừ âm x mũ 3 trừ 2 âm x mũ 3, thấy không? Xóa này xuống để bọn em nhìn rõ đây. Đây, nó sẽ là trừ 2 x mũ 3, được chưa? Đó là quy tắc nhân đơn với đơn đó. Giờ thầy sẽ hỏi xíu những bạn nào. Rồi bây giờ Hân ơi, con hiểu được không Hân? Hân ơi, Hân. Rồi Hân ở đâu rồi? Tiếp. Nào. Hiệp. Hiệp ơi. Hiệp, Cao Văn Hiệp. Hiệp ơi, có hiểu được bài không Hiệp? Ủa, Hiệp bắt đầu ra. À, tức là những cái gì đó là cái cũ là mình học rồi này. Ví dụ thầy lấy tiếp nhé, 5x nhé, nhân với đó 3 cộng với 7x mũ 7x đi, đúng không? Thì áp dụng quy tắc mà thầy vừa đưa cho bọn con đó, đó mình lấy cái thằng 5x này mình nhân với 3 này, mình lấy thằng 5x này mình nhân này, đúng chưa? Đây là 5x nhân 3 đó, rồi một cặp nhé, cộng với 5x nhân với 7x đó. Rồi bắt đầu mình nhân đơn với đơn, đây là mình đơn nhân đơn nha các em nhé, đơn nhân đơn thì lúc nãy thầy mới dạy bọn em rồi, đúng không? Vậy là mình lấy 5 nhân với 3 là 15x đó, 7 nhân 5 là 35,
bài làm 35. Nhưng mà x nhân x thì là x mũ 2 nha các em nhé. Đó, đây là kết quả của bài toán này. Bây giờ thầy sẽ giao bài về nhà để lát nữa chúng ta hết giờ ha. Rồi, bài về nhà. Bài về nhà, các em chép nhé. Rồi. Câu A. Đó, thực hiện phép tính. Thực hiện phép nhân nhé. Thấy chưa? Bây giờ thầy chép lên đâu bọn con chép đó nha các em nhé. Câu A. 4x nhân với 1 trừ 3x. Câu B. 7x trừ đi 5x cộng 2 nhân với 3x. Đó, câu C. xy nhân với x trừ 3y. Câu D. 2x nhân x cộng 1 trừ đi 2 nhân x cộng 5. Câu E. 7x nhân với x trừ 2 cộng với 4x nhân với 3 trừ 2x. Câu F. 2x cộng 5 nhân với 3 trừ đi 7 x nhân với 1 cộng với 2x. Thấy chưa? Rồi tiếp tục. Đây là bài số 1 nhé. Bài về nhà, bài số 1. Đó. Rồi, bây giờ bài 2. Bài 2 là tìm x. Bài 2 tìm x. Viết. Câu A. Bây giờ xem là các bạn có nhớ cách tìm x không nhé. X trừ 2 bằng 5. Câu B. X nhân 3 bằng 6. Câu C. 2 chia cho x bằng 7. Câu D. X nhân với x trừ 3 trừ đi x bình bằng 4. Câu E. X trừ 1 nhân với x cộng 1 bằng x bình. Rồi được chưa? Đấy là hai bài về nhà, một bài nghiệm phép tính, một bài tìm x. Và ta đấy, bây giờ các em ôn lại cho thầy hai cái này để lúc có một bài về nhà là chúng ta sẽ làm lại nhé.